Con xin chào cô và các bạn. Hôm nay con sẽ thuyết trình về dự án chatbot của con. Thì đầu tiên, đây là chương trình của con. Nó có những bộ câu hỏi như sau. I'm fine, thanks. I want to chat with you, happy face. Dạ, còn đây là đây là bộ code. Thì đầu tiên con sử dụng thư viện Tkinter và thư viện computer của con. Sau đó, trong cái hàm này thì hàm này dùng để gửi tin nhắn. Rồi hàm này là để máy tính trả lời. Tiếp theo cái hàm này là dùng để xóa hết tất cả chữ ứ trên khung chat. Trừ cái chữ nice to meet you. Theo đây là những cái lệnh để tạo để khởi tạo cái nút với lại mấy cái vùng hộp thoại. Đây là nó in nó ra. Còn đây là cái lệnh dùng để in chữ nice to meet you với lại nói nice to meet you again lúc đầu. Còn đây chính là cái lệnh để mở cái history file lên. Còn đây là những bộ câu hỏi của con. Con chạy đến chức năng clear con xem nào. Bấm nút clear rồi. Rồi đã giữ lại dòng đầu. Chương trình của con có một số lỗi như là nếu như mình bấm play on xong thì khi mà mình ghi lại Hello. thì nó sẽ để lên đây. Bây giờ con đẩy nó xuống thôi. Quay về code của con ấy, khi mà con insert cái user text lên ấy, con nhìn ở cái chỗ mà con insert lên ấy. Ở đâu vậy cô? Đấy, cái dòng số 8. Ừ. Vừa nãy cô hướng dẫn Phước sửa đây. Rồi con nối thêm cộng với ký tự e sược n mà thôi. Nháy sược n. Đặt nháy vào. Sược n đặt trong nháy. Nháy đi đã xong mới gõ sược n. Xóa một nháy đóng làm sao đi. Rồi. Nice to meet you again. Clear đi, rồi nhập lại. Hello. Được Rồi. Nice to meet you. ô bây giờ em phải xóa xóa hết đi sau em đóng, bởi vì cái lần đầu nó đã bị lưu vào lịch sử rồi đấy. Giờ chạy Nice to lại. meet you again. Nice to meet you. Nice to meet you. Vẫn dính à? Dạ. Bỏ cái sạch nờ thử xem có.
Đây em không có cái sẹt lời. Có. Em không có, mà nó vẫn được cô. Thêm vào để nó xuống dòng mà. Thêm đằng trước cái user tag của xem nào. Nhấc lên trước ấy. Đấy. Được n cộng với user tag ở đằng sau và đằng trước bỏ đi. Nice to meet you again. Xóa lịch sử đi. Mở file history xóa đi đã, không nó bị dính lúc đầu rồi. Nice to meet you again. Hi. Thế rồi. Hi. Rồi. Quay lại cái file computer của xem là các cái list câu dữ liệu của em nào. Rồi bạn ấy nói trả lời tên nhiều trường hợp này, tuổi cũng nhiều trường hợp này, bài này. Rồi. Ok, bộ dữ liệu này cũng khá ổn rồi. Bạn thêm được càng nhiều càng tốt. Còn mức tối thiểu thì bạn ấy cũng đạt yêu cầu rồi. Nào, cô mời phần nhận xét của bạn. Còn này Hiếu nữa nào. Minh Hồng nào, nhận xét bài của cô. Như bài bạn khá là đầy đủ. Về thuyết trình, về giao diện chương trình, về các chức năng thực hiện. Ổn ổn hết không? Rồi nhưng mà có cái kiểu khi tức là xóa đi một cái trước đấy thì bạn sẽ có cần đâu là bạn có đầy đủ. Thiếu một nút giống như cái máy Casio, mình phải tạo có hai nút xóa, một cái nút xóa toàn bộ. Ở đây thì cô cho các bạn xóa từ dòng 2, một cái nút nữa là các bạn xóa từ dưới xóa lên, tức là nó vừa khi bấm vào nút đấy thì nó xóa cái dòng chat gần nhất sẽ bị xóa đi, thêm một nút đấy nữa. Chưa thấy bạn làm thêm được. Rồi Tú nào, Tú nhận xét bài của Minh Nhật cô nào. Cô là phần hệ bản thuyết trình hay và bài bạn nó cũng đầy đủ và cái đồ họa nhìn cũng khá là nhiều màu sắc. Rồi. Không, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã nhận xét bài cho Minh Nhật. Cảm ơn phần trình bày của bạn Minh Nhật. Với bài của Minh Nhật thì cô có cái nhận xét như thế này. So với hai bạn đã trình bày thì bài của Minh Nhật đến thời điểm này là tốt nhất. Đấy, cô đánh giá là tốt nhất so với hai bạn trước đấy. Bạn có sự đầu tư thời gian. Có sự đầu tư thời gian cho bài chỉn chu hơn rất nhiều. Về giao diện bạn cũng trau chuốt hơn, bạn có sử dụng màu mè rồi thì đặt các đối tượng nó khá là hợp lý. Thứ hai nữa là về kỹ năng thuyết trình thì bạn nói cũng rất là trôi chảy, cũng nói rành mạch các vấn đề. Và cái thứ ba là chương trình. Chương trình thì cô thấy là cái bộ dữ liệu bạn ấy đưa vào để gọi là training cho máy tính thì cũng khá là nhiều, khá là nhiều. Ít nhất là bạn ấy có khoảng 15 bộ và bạn ấy đã áp dụng được những cái mà cô hướng dẫn, đưa ra các cái trường hợp, mỗi bộ dữ liệu nó lại có ba trường hợp con ở bên trong. Ví dụ hỏi về tên thì bạn ấy có thể là trả lời một mỗi một lần trả lời một tên khác nhau, hay là hỏi về tuổi mỗi lần trả lời một tuổi khác nhau, vân vân. Thì những cái này bạn ấy đã sử dụng triệt để những cái cô đã hướng dẫn ở buổi trước. Cô thấy là bài của mình Nhật khá là ổn. Thêm được cái chức năng xóa từng tin nhắn cuối được nữa thì hoàn hảo. Đấy thì rồi. Với bài của Minh Nhật thì đấy, Minh Nhật nếu mà thêm cho cô được cái chức năng clear đấy nữa thì tốt quá. Còn nếu không thêm được nữa thì thôi. Bài của bạn cũng đạt yêu cầu rồi.
Còn hai bạn trước thì phải thêm bổ sung thêm các bộ câu hỏi nữa. Rồi cô cảm ơn Minh Nhật nha.